từ những chiếc móc khóa hay khóa kéo, và đặc biệt là miếng vải lót bên trong sản phẩm đều có nguồn gốc từ Việt Nam. Việc nâng cao tỷ lệ nội địa hóa trong khâu sản xuất chính là một cách để các doanh nghiệp có thể cắt giảm chi phí, đồng thời hỗ trợ nhau vượt qua những khó khăn hậu đại dịch. Với hơn 10 năm phát triển, doanh nghiệp này đã tạo được một chỗ đứng khá vững chắc trên thị trường nội địa. Tuy nhiên, trước cú sốc dịch bệnh, doanh nghiệp cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Cùng với đầu tư và thiết kế, việc đẩy mạnh sử dụng nguồn nguyên liệu nội địa cũng được doanh nghiệp coi là một giải pháp chủ lực để nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời khẳng định được vị thế của một sản phẩm Việt. VCAT cũng đã tăng cái tỷ lệ nội địa hóa lên từ 40 đến 50% so với cả năm trước. Nguồn nguyên liệu nội địa ấy thì sẽ giúp cho bên mình có thể có được cái nguồn đầu vào và cái chi phí vận chuyển nó thấp hơn. Nguồn đầu vào cũng sẽ được ổn định cái thời gian giao hàng cũng như là thời gian vận chuyển để nguyên phụ liệu để phục vụ cho sản xuất được kịp thời. Theo báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, rất nhiều doanh nghiệp Việt đã chủ động lên các phương án linh hoạt nhằm gắn kết các đơn vị và tích cực sử dụng chéo sản phẩm dịch vụ của nhau. Cùng với Lercas, Tập đoàn Dệt may Việt Nam sử dụng phụ liệu nội địa trong việc sản xuất bao bì với tỷ lệ 20%, hay Tổng Công ty Giấy Việt Nam tỷ lệ nội địa hóa vật tư nguyên liệu đầu vào đạt 60%. Tuy nhiên, theo đại diện doanh nghiệp, việc tăng tỷ lệ nội địa trong sản xuất vẫn còn gặp nhiều thách thức. Các cái nguyên liệu chủ yếu ở trong nước của bên mình là những cái phụ liệu như là keo này, móc này, dây khóa này, và cái tỷ lệ đó bên mình luôn luôn tìm kiếm các cái doanh nghiệp được sản xuất tại Việt Nam. Cái tỷ lệ nội địa của bên mình cũng vẫn còn có những hạn chế do cái vườn nguyên liệu ở trong nước bị hạn chế về các cái mẫu mã sản phẩm này, chủng loại, các thể loại chưa được phong phú để đáp ứng được cái nhu cầu sản xuất của bên mình. Cùng với việc đa dạng thêm chủng loại sản phẩm, việc xây dựng thêm liên kết giữa các doanh nghiệp cũng cần được chú trọng. Từ đó, các doanh nghiệp có thể tận dụng phát huy thế mạnh của mình, đồng thời hỗ trợ nhau cùng phát triển. Nỗ lực nâng cao tỷ lệ nội địa hóa ở khối doanh nghiệp sẽ tạo ra được nhiều sản phẩm thuần Việt, chất lượng, giá trị cao và trở thành lựa chọn của đông đảo người tiêu dùng Việt Nam.